Tây phương thì ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà, đáo lai ước mơ dân khỏi nạn tai, dắt diều tiên cảnh bồng lai nhiều người. Ủa, hai câu này ở đâu à? Có phải nằm trong quyển 3 của Đức Bình Giáo Chủ viết sấm giảng quyển 3 viết vào lối tháng 9 1939 tại Hòa Hảo, gồm có 612 câu à? Đồng nào đây đang hai câu à? Tây phương thì ở cõi xa, cõi xa là cõi gì mà thành tâm thì có Phật mà đáo lai? Căn cứ theo kinh A Di Đà Sớ kinh á của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa có nói là với ông Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức Phật độ trở về hướng Tây có một thế giới tên là Cực Lạc. Nơi thế giới ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện đang là một vị giáo chủ ở nơi cái cảnh giới Tây phương đó, hiện đang thuyết pháp. Đức Phật nói ở đây mà Đức Phật biết cái cảnh Tây phương Cực Lạc bên kia Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mà tán dương cái công đức của Phật A Di Đà và nói lên rằng hiện nay đó cái người nào mà sanh về cái cảnh giới đó đó thì được sẽ được hạnh hưởng trong cái thế giới an vui đó, không có thể cực lạc, không thể bị được. Cho nên từ đó hôm nay Đức Phật mới giới thiệu, nếu có thiện nam tử, có thiện nữ nhân nào nghe nói đến Phật A Di Đà rồi thành tâm trì niệm từ một ngày cho đến 10 ngày mà tâm tư không tán loạn thì người ấy đến thi lâm chung sẽ có Phật A Di Đà và thánh chúng hiện đến trước mặt. Tâm tư chẳng tán loạn tức thì được giảng sanh về Cực Lạc quốc. Ủng hộ cho anh Phó Ta cái đề tài thứ ba hôm nay đi quý vị ơi. Có bữa nọ tôi có gặp cái cô này ở nước Mỹ trở về thăm ông già ở Củ Chi. Rồi cô cũng nghe cái tức của riêng tôi đó. Rồi cô nói nay tình cờ lại gặp ông Mười. Thì thật ra tôi là người ở nước Mỹ mà những giảng viên lên nói chuyện trên diễn đàn, chúng tôi đã có được nghe, nhưng mà phần ông thì chúng tôi đã nghe nhiều hơn, bởi vì ông nói chuyện rất nghiêm chỉnh. Thôi bây giờ chúng tôi trình bày đây, nói đây không phải riêng về đất nước Việt Nam mà tất cả các thế giới cộng đồng chúng ta cũng đồng nghe luôn. Thì thưa quý vị, giờ đây thì có đồng đạo đưa lên cái câu hai cái đoạn văn là: Tây phương thì ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà, đáo lai ước mơ dân khỏi nạn tai, dắt diều tiên cảnh bồng lai nhiều người. Mấy cái câu này giảng viên đọc mà cô đọc người ta biết hết rồi. Ở đây cái phần xuất xứ là lại gì, cái bổn phận của chúng tôi. Hai câu này ở đâu à? Có phải nằm trong quyển 3 của Đức Bình Giáo Chủ viết sấm giảng quyển 3 viết vào lối tháng 9 1939 tại Hòa Hảo, gồm có 612 câu à? Đồng nào đây đang hai câu à? Tây phương thì ở cõi xa, cõi xa là cõi gì mà thành tâm thì có Phật mà đáo lai? Thôi lấy hai câu này nó cũng được rồi, đây là cũng ba cái mệnh đề tài rồi, tùy theo gia đình ngang, nếu cũng như ban tổ chức nó cho chúng tôi thêm một đề tài nữa, còn không thì chúng tôi ba câu này chúng tôi tạm dừng ở đây. Vậy thì bây giờ Tây phương là gì? Tây là ở hướng Tây. Căn cứ theo kinh A Di Đà Sớ kinh á của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa có nói là với ông Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức Phật độ trở về hướng Tây có một thế giới tên là Cực Lạc. Nơi thế giới ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện đang là một vị giáo chủ ở nơi cái cảnh giới Tây phương đó, hiện đang thuyết pháp. Đức Phật nói ở đây mà Đức Phật biết cái cảnh Tây phương Cực Lạc bên kia Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mà tán dương cái công đức của Phật A Di Đà và nói lên rằng hiện nay đó cái người nào mà sanh về cái cảnh giới đó đó thì được sẽ được hạnh hưởng trong cái thế giới an vui đó, không có thể cực lạc, không thể bị được. Cho nên từ đó hôm nay Đức Phật mới giới thiệu, nếu có thiện nam tử, có thiện nữ nhân nào nghe nói đến Phật A Di Đà rồi thành tâm trì niệm từ một ngày cho đến 10 ngày mà tâm tư không tán loạn thì người ấy đến thi lâm chung sẽ có Phật A Di Đà và thánh chúng hiện đến trước mặt. Tâm tư chẳng tán loạn tức thì được giảng sanh về Cực Lạc quốc. Đây là trong 48 lời đại thệ của Đức Phật A Di Đà, là một mà trong lời thệ 18 thứ 18 của Phật A Di Đà. Thì ở đây mình mới thấy được hiện nay Đức Phật khi xưa nói qua cái ước lượng là 10 muôn ức Phật độ. Ở đây không có thể nói về vấn đề so sánh với cái cảnh mà thế gian này, nói dặm, nói đường, nói tắc, không có nói vậy. Cho nên từ đó mình mới biết được là cái cảnh giới Cực Lạc, thầy dùng cái chữ xa là không có đo lường. Cho nên từ đó hôm nay mình là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nghe thầy nói vậy cũng như thì chúng ta đã được nghe qua trong kinh A Di Đà thôi. Vậy thì giờ đây trong một cái cảnh giới kia đó
Mà nếu như mà chúng ta được có hai chữ, thay cái câu thứ hai là thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Chữ thành tâm là gì? Chữ thành là thật, chữ tâm tức là cái tâm thật. Cái tâm thật mà lo vấn đề phụng sự của phương pháp hành đạo của Phật A Di Đà, tức là tín nguyện hạnh. Trong tín nguyện hạnh của phương pháp Tịnh Độ Tông thì nó có ba phương pháp, nó gọi là tương lương, gồm đủ cả tín nguyện hạnh. Tín là trọn tin nơi Đức Phật, và y cứ vào chánh pháp mà quả quyết rằng mình là Phật sẽ thành, để nhờ thế mà vững lòng trì niệm bất thối. Rồi hạnh, tín nguyện, nguyện là lòng mong mỏi thiết tha, sẽ là một động cơ để đẩy thúc chúng ta vượt đường mau đến mục đích. Hạnh hay là hành là thực hiện theo niềm tin hầu dương lên theo sở nguyện, càng thiệt bền bỉ thì càng kết quả sâu dài. Cho nên từ đó Đức Bình Vũ Trụ mới viết cái đoạn giảng trong quyển năm: nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng mà thoát mê đồ, đó dứt cuộc luân hồi. Như vậy là chỉ trong một kiếp này, cái người tu theo pháp môn Tịnh Độ thì họ được vãng sanh trở về cảnh giới bên kia, chứ không phải như tất cả các pháp môn khác. Các pháp môn khác theo trong kinh có kể lại, nếu người tu qua Thinh Văn Đạo thì cả 60 kiếp tu mới chứng quả Thinh Văn Đạo. 60 kiếp Thinh Văn Đạo mới chứng qua quả là Duyên Giác Bích Chi Phật, là 60 kiếp. 60 kiếp Bích Chi Phật tức là Duyên Giác tu mà mới chứng được cái quả là Bồ Tát Đạo. 60 kiếp Bồ Tát Đạo tu qua nghĩa là lục độ vạn hạnh thì mới có chứng qua quả Vô Thượng Bồ Đề, tức là quả Di Phật. Vậy là 6 lần 4 là 24, là 240 kiếp đó mới chứng quả thành Phật đó của bác. Còn hiện nay mình tu theo chỉ có một kiếp này thôi, có một kiếp này thôi mà thầy nói là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng mà thoát mê đồ đó dứt cục luôn rồi. Chỉ có một kiếp này chúng ta thoát đi trong cảnh trần mà trở về cảnh quốc độ cực lạc của Phật A Di Đà. Vậy thì giờ đây chúng ta mới thấy được hiện giờ nếu cái người tu trong thời gian này nè, được Đức Bình Vũ Trụ khai mở cái pháp môn Tịnh Độ, ngài nói nghe điên dạy sau này thơi thảnh. Đây, cái chữ đây là thầy thỉ cho thầy đó, chỉ đường cực lạc vãng sanh, hay là tìm cực lạc đó, đây rành đường ngõ hải mau mau đó, tu tịnh mới bằng. Cho nên từ đó cái ông Phan Châu Bá là người ở Long Xuyên, ở trong giáo lý Thi Văn sưu tập toàn bộ đó, ông được có đến nơi đấy mà đại diện cho cái số người có gia thê đệ tử này nè. Ông hỏi thầy: thưa thầy cho con biết vậy chứ, tam bồng nở ấy trả sao xong, chí dốc từ bi cổ tất lòng, nhân đạo còn mang chưa sửa trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tam bồng. Ông hỏi: cái nhân đạo là cái đạo làm người nè, có thê thần tử vượt gì nữa, làm sao mà giải thoát được? Giờ thầy dạy cho con biết có phương pháp nào để mà giải thoát. Thì Đức Thầy trả lời nè, thầy nói đành rằng nợ thế trả chưa xong. Thầy nói rằng tôi đồng ý với ông là cái nợ làm trai của con người có gia thê đế tử đó, nó phải nặng rồi, nó phải có thê thằng tử vượt rồi. Tôi không có chủ trương có chương trình giật nợ, cho nên thầy nói là đành rằng nợ thế trả chưa xong, tôi đồng ý tán đồng với ông là cái nợ làm trai nó đã có rồi. Nhưng mà cái câu thứ hai là mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Vậy được, cái chữ ăn năn là gì? Ăn năn là hai chữ đại danh từ cho hai cái từ ngữ, hai chữ sám hối đó cô bác. Bởi vì cái người biết sám giả sám kỳ tiền khiên hối giả hối kỳ hối quá, năng khai chân tánh chủng chủng tội khiên tận diệt, nghĩa là sám là ăn năn những lỗi lầm từ trước, còn hối là nguyện không tái phạm vì sao. Hai cái điều này Đức Quỳnh Giáo Chủ mới gồm lại là ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện thì bần tăng dắt dùm. Đồng ý không? Cho anh nào có tay. Cho nên chữ tự hối nào ai có lạ là ăn năn cải sửa thâm lạnh. Cho nên dầu cho chính kiếp bất nhân, nay nghe lời Phật có lành thân vẫn còn. Chính kiếp kia giết người cướp của gì không biết, và kiếp này biết sám hối ăn năn những lỗi lầm, thì 18 vị A-la-hán ngày xưa là 18 vị ăn cướp đó cô bác. Nhưng mà sau khi biết sám hối, biết ăn năn, biết tu hành rồi đó, bỏ giữ về lành, cải giữ, bỏ mê về ngộ đó, thì họ chứng được cái quả gọi là 18 vị A-la-hán. Đó, cho nên gươm trần hóa trị người làm dữ, chuông tự nào khuyên thế ở lành, chuông kiếm vốn không hiền giới độc, tánh tình sẵn có trượt cùng thanh, xưa mê ngủ gục sai quái độ, nay tỉnh ăn năn sợ thất thanh, trừ lỗi hầu tâm tu dễ quá, đi lo ăn cướp bỏ thì thành. Đồng ý không? Cho nào có tay. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được người tu cũng vậy đó, nghĩa là chúng ta biết lánh dữ về lành đó, thì chúng ta đã biết được con chim khôn thì chọn cây lành, người khôn ẩn nhẫn công thành hầu dương, chim không thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bận nhơ, vân vân. Những cái này là chúng ta thánh được rồi.
Đó, cho nên đó là ráng kiếm chỗ tầm thiên lãnh tục, người ở đời phải được lòng trong biển hồng trần, sớm ngộ cho xong thì ngày lập hội mới mong trở lại. Thì giờ đây chúng ta biết được cái vấn đề đạo lý trở về, thì thầy đồng ý với cái câu thứ hai của cái ông mà ông Phan Châu Bá đó, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Bây giờ đến cái câu thứ ba nè, niệm chữ Di Đà mà tan chướng nghiệp thì thiền từ đó thầy rước lại nó bằng. Như vậy thì chứ chữ niệm chữ Di Đà là sao, là niệm mà chúng ta thành tâm, như cái kiểu đồng đạo hồi nãy nói đó, thành tâm thì có Phật mà đáo lai đó. Bây giờ căn cứ theo trong kinh hai chữ thành tâm mà dịch cho trong quyển gọi là A Di Đà sớ kinh, nhược nhân chí tâm niệm A Di Đà Phật, diệt được bát ức tổ trọng sanh tử. Ngài nói nếu có người nào mà thành tâm niệm được một tiếng Phật, có thể dứt trừ được 80 ức tổ trọng sanh tử, hơn trúng một số kinh thiết của bác A Di Đà. Nhưng mà thượng trí nhất tâm bất loạn, hạ trí thập niệm thành công, ngũ nghịch thập ác lâm chung, đương thời thập thinh A Di Đà Phật, hà huống nam nữ trai giới, nhất thiết niệm Phật di bất sinh hồn. Ngài nói rằng là cái người mà thượng căn đại trí thì niệm Phật tâm tư không tán lạc, gọi là thượng trí nhất tâm bất loạn. Còn cái bậc hạ là hạ trí thập niệm thành công, cái bậc thấp nhất đó là sau khi họ niệm đến cái lúc lâm chung đó mà nhớ được 10 niệm như vậy, 10 niệm còn nhớ được 10 niệm như vậy thì cũng đồng được giáng sanh trở về ở cảnh quốc độ cực lạc trong Phật thế gia. Hà huống nam nữ trai giới, tức là hà huống nam nữ biết ăn chay nè, biết giữ giới nè, niệm Phật mà không được giảng sanh hay sao? Đó là trong kinh A Di Đà nguyên văn của Đức Phật nói đó. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy hiện giờ đó, cái số tín đồ của cháu Hảo giờ họ tu thấp môn tịnh độ nhiều lắm. Cho nên từ đó hôm nay đó chúng ta thấy rằng cái pháp môn tịnh độ này nó không cấp chấp tướng tọa thiền, nghĩa là ngồi một chỗ mà chúng ta niệm đâu, mà chúng ta đi đứng nằm ngồi theo Đức Thầy dạy đó, là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất cấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cho nên đi đứng nằm ngồi y chánh pháp thì nguyện dắt đến cõi Long Hoa. Giờ đây chúng ta tu theo phong trình độ thì tu theo bốn bài nghi ngang, đi đứng nằm ngồi nói năng ngũ uỷ chúng ta không quên rời được 6 chữ A Di Đà Phật, đó là chúng ta kết quả 100%. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được hai câu của đồng đạo thì chúng ta ráng cố gắng ngăn. Cái điều kiện thứ nhất là theo lời của ông Phan Châu Bá là niệm chữ A Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy trước lễ nông mong. Mà giờ đây chúng ta trở lại phương pháp của đồng đạo Tây Phương Ti ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đảo la. Giờ đây cái cảnh giới Tây Phương Ti đã có giới thiệu, thì chúng ta ráng cố gắng thành tâm niệm Phật, thì Phật dầu ở cái cảnh giới nào chăng hay nữa thì Ngài cũng trở về, cũng gần gũi. Phật tại Tây Phương tâm bất diễn, kinh lai Đông Độ niệm vô cùng. Phật tại Tây Phương lòng người tưởng thì không xa, kinh đem đến Đông Độ tụng sao cho hết. Cho nên giờ để chúng ta tưởng vậy, cũng như Đức Quỳnh Vũ Chủ dạy về vấn đề hình thức của Ngài đây, mình nhớ thầy thì cũng tưởng bằng cái tâm tư thôi. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng thì sân trình đảo lai. Chúng ta tưởng bằng tâm tư nguyện vọng tha thiết thì Đức Thầy dò ở cảnh giới nào cũng về để chứng minh cho ta vậy. Thôi thời giờ có hạn, vậy thì hai câu của đồng đạo là Tây Phương kia ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đảo lai. Thì chúng tôi lấy phần chú giải thiếu phần mình và đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà. Thôi thì cũng cảm ơn Quỳnh Mười đã diễn giải đề tài của đồng đạo mình đưa lên. Thôi thì cũng nói với quý vị mình ha. Bữa nay chủ nhà người ta cũng khổ công tổ chức, cũng cho ông lên để ông hỏi một câu hai câu gì đó cho ông thoại nguyện, đặng qua năm ông tổ chức nữa mình lợi nữa, chứ không cho ông lên qua năm ông nghỉ ông tổ chức rồi mình mất mất điểm làm sao. Mời chủ nhà lên đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý cô bác hoàn toàn thể anh chị em đồng đạo, vì cái thời gian nó có hạn thôi, giờ tôi cũng không dám dòng do mất thời gian quý báu của quý vị để trực thẳng vào chương trình. Chúng tôi cũng xin hỏi chú Mười hai câu. Cứu khổ Nam mô Vô Lượng Phước, diệt nạn tu trì Hữu Thiên Kinh. Bây giờ cái Nam mô như thế nào? Đức Thầy nói Vô Lượng Phước, bởi vì có số anh em ta không chịu Nam mô mà ta chịu giấy ha. Mà cái Nam mô nó Vô Lượng Phước làm sao? Diệt nạn tu trì, cái Nam mô mà nó diệt nàng tu trị rồi tu làm sao mà Hữu Thiên Kinh, so sánh với một thiên kinh không bằng hay là cách sao? Ra nhà chú Mừng minh giải cho nó rõ cái ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ủng hộ cho đạo Phật quý vị ơi. Cảm ơn chủ gia. Mời mười ông ơi. Thời gian cũng trở về trưa rồi, ngắn ngắn gọn gọn. Thưa quý vị, để tiếp theo cái chương trình hỏi về phần nghi vấn đó, thì đây là một cái đề thứ tư. Chúng đi đi đâu cũng vậy đó.
Thì trong cái chương trình trao đổi của có chỉ có ba đề tài thôi, nhưng mà trong 1 tiếng đồng hồ ở đây đó thì có được ưu tiên cho mình trong một thời gian, tuy là nó trưa rồi, nhưng mà giờ đây nêu lên được cái chương trình này một đề nữa, gọi là 4 đề để trao đổi. Thì đồng đạo chủ gia đình đó là Úc Hạnh, sau cùng nêu lên cái câu là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước, diệt nàng tu trị hữu thiên kinh. Nhưng mà đọc như vậy rồi làm sao phần xuất xứ, đọc cái phần trần gian khói lửa giới đao binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh, thì mới đến cái câu là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước, diệt nạn tu rỉ hữu thiên kinh. Rồi sống sao dung thế nhiều cay nắng, gió cũng trần gian nổ bất bình, tính nữ thiện nam dình mối đạo, dầu cho lăn lóc ráng thiện trinh. Cái bài thi này nó nằm ở trong cái bài tỉnh bản trần gian, mà bài tỉnh bản trần gian thầy viết câu nào? Có phải tại nhờ thương chỗ quán năm 1940 đó Đức Thầy viết qua cái lối văn thập thủ liên quận? Cái bài thi này gồm có 10 bài thi, bài kim bát cú gọi là thập thủ liên quận thi, lấy cái câu chót làm tiền đề cái câu đầu tiên. Cho nên từ đó hôm nay đồng đạo đọc đây là cái bài thứ chót, là cái bài thứ 8 rồi. Trần gian khói lửa giới đao binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh, rồi mới đến cái câu là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước. Phải có cái mở đề như vậy đó chúng ta mới được. Hiện nay Đức Thầy dùng cái phương pháp mà mầu nhiệm để cứu khổ chúng sanh trong cái thời kỳ mạt hạ. Tôi nói cô bác anh chị em nội cái vấn đề mà cái bệnh sát giết thôi, cái nghiệp sát giết thôi. Nếu nói trong kinh A Hàm kinh đó, mà giết là chém một dao phải đền một mạng đó hen, thì cái sự sát giết của mình ở trong cái cõi này đó, cô bác anh chị em không biết đời nào chúng ta mà đền hết gì. Nhưng mà hôm nay nó có lực bù trừ. Hiện nay đó cô bác anh chị em biết, hiện nay cái người tu đó phải có lực bù trừ. Thí dụ như mình biết làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật, cúng lại dự giữ giới, mấy cái này là cái luật bù trừ đó. Cho nên từ đó thầy viết trong cái bài thi sinh đó, ư thiên trời Phật chẳng dụng tiền, tìm kiếm con lành mà giải cái nghiệp duyên, tìm kiếm những người nào mà làm đúng theo cái chân lý của đạo Phật đó, thì ngài nói là Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh dạy rất tin tưởng. Đức Phật độ trong bộ lực đó cô bác anh em mà. Cho nên mình người tu là có cái bộ lực bù trừ, ai không? Cho nên từ đó hôm nay mình yên tâm đi, cái việc tu tập theo lời của Đức Thầy dạy, nếu mà tu chân chánh y vậy rồi đó, thì chẳng những là một vị thần theo ủng hộ chúng ta, mà cái người tu theo pháp môn Tịnh Độ được 4 vị thần đó, 4 vị thần theo ủng hộ. Ở đây chúng tôi không phải nói về văn tự đâu, mà nói về trong kinh giảng của Đức Thầy. Đức Thầy viết cái đoạn văn một người mà tu theo chân chánh được có 1 vị thần ủng hộ là ở đâu nè? Thầy nói ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng, sao nè? Có thần độ cho. Thầy nói vậy thôi à, vậy có ông thần thôi vậy. Nhưng mà cái người tu theo pháp môn Tịnh Độ thì 4 vị nghe. Ở đây trong kinh 11 hồi xưa giả bán khoai đó, của bác anh chị em nào có coi không? Ngài nói người nào niệm Phật từ bi thần lành theo giữ sở gì mang tay niệm Phật của Phật giảng lai. Lâm cân nặng 8 Phật sai cứu mình, niệm Phật có 4 thần linh thường thường ủng hộ bên mình mổ khang. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan như xương tan nát như hồ nước trong. Vậy là cái người tu theo pháp môn Tịnh Độ là tu đó có 4 vị thần để ủng hộ. Quý vị đồng ý không? Cho tràn hoa tay đi. Thôi nó biết làm sao à. Thôi bây giờ trở lại đi. Cái này cái câu mở đầu à, trần gian khói lửa giới đao binh. Hiện giờ đó mình chịu cái nạn gọi là cái nạn chiến tranh đó. Vừa qua cô bác anh chị em biết chữ trần là cái cảnh khổ, gian là cái cảnh ở trung gian trong 3 cõi. Thượng thiên rồi trung gian hạ giới, nó có đây là cõi trung gian. Cho nên thầy dùng cái danh từ là trần gian. Khói lửa giới đao binh là ám chỉ cho cái cuộc đao binh này nó chịu trong một trong 3 đồ. Thủy đồ, quả đồ, đao binh đồ, mình chịu đeo cả cảnh đao binh vừa qua rồi. Cho nên khói lửa giới đao binh, rồi bây giờ Đức Phật mới dùng cái phương pháp gọi là chư Phật sớm bài phép hiển linh. Bây giờ các vị Phật người ta dùng cái phương pháp quyền diệu để độ chúng sanh cho khỏi được 3 đồ ác đạo. Cho nên từ đó mới dùng cái phương pháp là cứu khổ Nam Mô đó vô lượng phước. Bắt đầu ngài mới đưa ra cái phương pháp mà phương pháp Tịnh Độ Tông là 1 trong 10 tông đó của bác anh em. Mà khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì các chi tổ khi xưa nó mới lập ra trong 10 tông: Tâu Xá Tông, Thành Thật Tông, Quan Nghiêm Tông, rồi Pháp Tướng Tông, Chơn Ngôn Tông, Thiên Khai Tông, Lực Tông, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. 10 tông này đó, Thiền Tông là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông là phương pháp thiền, rồi Tịnh Độ Tông là phương pháp Tịnh Độ. Cho nên từ đó các vị mà Văn Thù Sư Lợi, Mã Minh Đại Sư, Long Thọ Bồ Tát, các vị này là nằm ở bên Tịnh Độ Tông.
Nên vì đã hôm nay đó mình thấy được hiện nay ngài đài và cái phương pháp này đó là phương pháp vượt sức tam giới. Cái người mà niệm Phật đó vượt ngoài dòng tam giới mà về cảnh cực lạc của Phật A Di Đà, khỏi phải đoạn trừ hoặc nghiệp. Cho nên cái người niệm Phật có năm điều chứng đắc bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, một là người niệm Phật khi mất thân mạng sẽ vượt tắc về tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà trở về cái tịnh độ. Cái thứ hai, hễ giảng sanh trở về tịnh độ rồi thì hưởng quả bất thối Bồ Tát, nghĩa là ngang hàng với các vị Bồ Tát gọi là A Bệ Bạc Trí đó. Cái thứ ba là chỉ chuyên trì niệm Phật cũng đủ giảng sanh khỏi đợi đến các pháp thiền quán, nghĩa là chỉ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, khỏi đợi đến các phương pháp thiền. Phương pháp thiền nó có ba phương pháp gọi là phương pháp đó là tam sở học môn, giới, định, huệ. Nhưng mà các phương pháp tu tịnh độ thì khỏi đợi đến các pháp thiền quán. Bốn là chỉ thường niệm trong một tuần là có thể thành công, khỏi phải đợi tu nhiều kiếp. Đây là sự giới thiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm là chỉ trì niệm danh hiệu của Phật A Di Đà là được các Phật hộ niệm. Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mười phương chư Phật đồng hộ niệm cho mình. Cho nên tôi nói niệm Nam Mô cứu khổ, cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát là niệm danh hiệu riêng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật là niệm danh hiệu của Phật Quan Thế Âm. Là vì ông Ba Thới có viết đó, chừng nào trai gái trì tâm rủ nhau niệm Phật thì Quan Âm độ mình. Quý vị có đồng ý không? Cho anh Đào khóa tay đi à. Như vậy là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Ở đây à, quý vị có nghe từng giảng viên, giáo lý viên, nhưng mà cái câu này nó nằm ở trong ông Ba Thới, là trong chính bổn thù. Người ta nói để cho cô bác anh chị em thâm hiểu. Tôi thường đến cái gia đình của số bà con tín đồ, có nhiều người họ thờ bên Quan Thế Âm Bồ Tát một bên. Rồi tôi giải thích cho họ nghe, rồi bắt đầu họ cho tôi thỉnh cái tượng Quan Thế Âm, rồi đó họ thờ địa ba ngôi y như vậy. Tôi nói niệm Phật là niệm Quan Thế Âm rồi. Cho nên từ đó hôm nay nó cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước. Chữ vô lượng là một trong bốn cục số lớn của Phật học từ điển: vô số, vô biên, vô lượng, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị giả. Như vậy là con số vô lượng là không đếm không được, từ ngữ của nó là không đếm không được. Cho nên từ đó hôm nay cái người niệm Phật rồi, thế gian một tiếng niệm lên mười phương chư Phật nghe rền như chuông. Một tiếng niệm Phật của người đây là trong cái cõi u minh giới dưới họ cũng đã nghe này. Là nguyện tiếng chung lành thông các cõi, thiết di địa ngục cũng nghe rành nghe rồi, thân tịnh tâm tròn sáng, tất cả chúng sanh Phật đạo thành. Một tiếng niệm Phật của người thành tâm, nó luôn cả mười phương chư Phật và các cõi u minh giới đồng nghe vậy đó. Cho nên thành ra mình ráng cố gắng nghe cái người niệm Phật công đức vô lượng. Cho nên thầy mới dùng danh từ này là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước. Mà ở một cái động văn khác của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy đó, từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật các quả mình biết bao. Từ đây đến cái ngày trở lại thanh bình tới đây đó là cái đời thượng nguyên đó, mà người ta chuyên tu pháp môn tịnh độ thì công đức mình có thể là vô lượng, không có lường, không mới nếm được đâu cô bác. Vậy thì cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước. Bây giờ đến cái câu thứ hai là diệt nạn tu rị hữu thiên kinh. Cái ông chủ nhà ông mới nói qua cái vấn đề tu rị là cái gì. Ở đây tu rị là cái câu chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy các hàng Bồ Tát niệm. Mà các câu chú thì không thể gọi là bí mật chú, thì không thể dịch nghĩa cô bác tu rị, maha tu rị. Thì ở đây là các câu chú bí mật. Vậy thì giờ đây cái người mà niệm về vấn đề Nam Mô Di Đà Phật đó, thì cái phương pháp niệm Phật, bởi vì so sánh đi, diệt ngàn tu rị hữu thiên kinh, chữ thiên là ngàn, quý vị cái chữ bá là trăm, như vậy thì chữ thiên là ngàn. Diệt ngàn tu rị hữu thiên kinh, có thiên cứu cả, có cả thiên kinh ngày xưa đã có để lại. Nhưng mà so với cái câu là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước thì không đếm không lường. Còn cái ông này thiên kinh là chỉ có 1.000 cái quyển kinh mà thôi. Thì so với cái câu tu rị, so với cái câu niệm Phật thì cái câu tu rị nó sẽ thua cái câu niệm Phật rất xa. Bởi vì tu rị thì đó là hữu thiên kinh, có cả thiên kinh, chữ thiên là ngàn. Dịch nghĩa theo Hán văn đó, chữ má là trăm, chữ thiên là ngàn. Vậy thì giờ đây chúng ta mới so sánh lại cái người niệm Phật, cái công đức nó vô lượng. Và từ đây đến cái ngày kia đó, cái ngày mà lập hội thanh bình tới đây, thì cái công đức của con người niệm Phật có thể nói là không thể lường được. Từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật quả mình biết bao. Vậy thì giờ đây chúng ta chọn lựa trong hai cái phương pháp đó là thiền tông, tịnh độ tông, để là chúng ta tu theo cái lối của Đức Quỳnh Giáo Chủ hướng dẫn mình thôi. Thì giờ có hạn, vậy thì hai câu chúng tôi lấy cái phần chú giải qua cái ý của mình đó trong kinh. Vậy thì cái người mà tu theo pháp môn tịnh độ là một cái phương pháp đi tắt. Cho nên cái ông Triệt Ngộ Thiền Sư
Khi xưa ông mới là viết qua hai cái câu đó, là chỉ một câu A Di Đà là tông yếu Phật ta, dọc ngang thời thông suốt mà ngang tám giáo đó trùm xa. Ông nói chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Như vậy thì năm thời thuyết pháp của Đức Phật khi xưa gồm vào trong sáu chữ này. Năm thời thuyết pháp nó, cái thời thứ nhất là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Dực. Kinh Hoa Nghiêm đó Đức Phật thuyết là Tối Thượng Thừa, Hoa Nghiêm Tối Thượng Thừa. Ngài thuyết một cái bộ kinh đó là 21 ngày, mấy lần 321 ngày. Như vậy ngài thuyết cái bộ kinh Hoa Nghiêm Đại Thừa. Đó là cái thời thứ nhất. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, kinh A Hàm là nói khổ tập diệt đạo. 12 năm ngày thuyết kinh A Hàm và 8 năm thuyết kinh Phương Đẳng là nói qua thập nhị nhân duyên. Đó là hai quyển kinh, đó là ba thời. Đến cái thời thứ tư là Nhị Thập Nhị Niên Mắt Giả Đàm, 22 năm ngày thuyết cái bộ kinh Mắt Giả Ba La Mật Đa là sáu pháp lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, trí huệ, tháo địa. Pháp phương pháp này gọi là phương pháp lục độ của hàng Bồ Tát, là 22 năm ngày thuyết cái bộ kinh Mắt Giả Ba La Mật Đa. Đến cái thời thứ năm á là Pháp Qua Niết Bàn Cộng Bát Niên, kinh Pháp Qua và kinh Đại Niết Bàn, nói qua tứ dụ luận tâm. Như vậy là năm thời đó cũng nằm ở trong cái sáu chữ này. Ông Triệt Ngộ Thiền Sư chỉ một câu A Di Đà là tông yếu Phật ta, dọc ngang thời thông suốt mà ngang tám giáo trùm xa. Tám giáo gồm có Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Dương giáo, Tiệm giáo, Bất Định giáo và Bí Mật giáo. Tám giáo này đã cũng nằm ở trong cái sáu chữ A Di Đà này. Đây gọi là ngang tám giáo trùm xa. Như vậy thì rõ ràng hiện nay cái người tu theo pháp môn Tịnh Độ là Phóng Đức Chú Lượng, Văn Thù Sư Lợi, Mã Minh Đại Sư, Long Thọ Bồ Tát đều nói pháp môn Tịnh Độ là tâm tâm của chư Phật, là vua của tất cả các pháp môn. Đó, cho nên từ đó hôm nay chúng ta ráng tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thôi bây giờ trước khi dứt lời, và đây chúng tôi nói thêm một cái mẫu chuyện mà về pháp môn Tịnh Độ cho quý vị đặt nên niềm tin. Ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó chuẩn bị thuyết qua cái bộ kinh gọi là Tịnh Độ Tông, thì bỗng nhiên A Nan mới hỏi Đức Phật vậy chứ chẳng hay. Như vậy thì nghĩa là Đức Phật mới bảo A Nan: "Này A Nan, nhà ngươi hãy so sánh một gã ăn mài với một vị đế vương cho ta nghe thử." Thì bây giờ đó Đức A Nan mới lấy cái trí tuệ của mình đó để mà nhận xét. Bạch cho Đức Thế Tôn, theo con so sánh, một gã ăn mài xấu xí hạ tiện kia so sánh với một vị đế vương có rất nhiều tướng hảo và dòng dõi của sắc đế lỵ, thì con so sánh trăm ngàn lần một vị ăn mài kia không bằng một lần của một vị đế vương như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói với A Nan: "Này A Nan, nếu nhà ngươi so sánh trăm ngàn lần một gã ăn mài kia không bằng một lần của một vị đế vương, thì ta có thể so sánh trăm ngàn lần một vị đế vương này không bằng một lần của một vị vua cõi trời Đế Thích, trăm ngàn lần một vị vua cõi trời Đế Thích không bằng một lần của một vị vua chuyển lương Thánh Dương, trăm ngàn lần của một vị vua chuyển lương Thánh Dương không bằng một vị vua ở cõi trời Tứ Thiên Dương, trăm ngàn lần của một vị vua cõi trời Tứ Thiên Dương không bằng một lần của một vị vua cõi trời Tự Tại Thiên Dương, mà trăm ngàn lần của một vị vua cõi trời Tự Tại Thiên Dương không bằng một người dân ở quốc độ Cực Lạc của Phật A Di Đà, tức là ở cõi trời Thượng Thiên Nhân vậy." Bây giờ cái động ngay cho ra như vậy, quý vị thấy không? Như vậy thì trăm ngàn lần một vị vua tất cả của ở cõi trời và cái cõi chuyển lương Thánh Dương không bằng một người dân quốc độ Cực Lạc của Phật A Di Đà, thì quý vị thấy phương pháp Tịnh Độ Tông này nó quý dường bao. Đó, cho nên từ đó hôm nay chúng ta thấy cảnh Tịnh Độ có 10 điều, 10 điều để chúng tôi nói lên cho bà con giữ niềm tin. Một là sen quá hình hài phàm tục thay bào thua chẳng xiết. Hai làm dắt đất cát thế gian tro bụi sánh sao bằng. Ba tướng mạo chiếu hào quang hình tục xấu xa đâu sánh nổi. Bốn lầu đài nguyên bữa bố vinh quang cây đá dễ so bằng. Năm ăn mặc sẵn sàng người tục chạy lo cơ khổ lắm. Sáu đi bay thông thả sát phàm lặn lội mỏi mê thai. Bảy cõi thọ thanh nhàn trần thế luân hồi đâu sống mãi. Tám bạn lành yêu kính nhân gian thù quán luân thăng dài. Chín mình được giữa tòa sen thương kẻ giữ giam vào địa ngục. Mười mình rời xa cảnh tục chảnh người nở kéo tại trần gian. Đồng ý không? Cho anh ta bỏ tay. Cho nên cõi Tịnh Độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Còn chúng ta bà tim lưỡng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Thôi không làm sao mà nói cho hết được. Vậy thì giờ đây trong một cái bầu không khí trang nghiêm, được sự theo dõi chương trình của chúng tôi trao đổi từ hồi sáng tới giờ đó là gồm 4 đề tài. Thì trước khi giải biệt cho chúng tôi một vài ý kiến. Hiện nay đó cô bác anh chị em biết là cái số vô thường đó nó không hẹn đâu cô bác anh chị em. Ta bà là chốn rộng thên nhưng mà thần tử chết nó không quên người nào. Tức là cái cảnh ta bà nó rộng nhưng mà cái chữ thần tử chết nó không có quên người nào, không sót ai hết trơn á.
Thành ra giờ đây chúng tôi nhớ là không làm ở trong cái Tết tới giờ mới đây nè. Từ cái ngày mà ra ta riêng cái giờ đó mới đây là cái ngày 20 chứ mùng 1 đây thôi. Chỉ trong vòng một tháng mà trên cái xã tôi chết là gần như 8 người được cô bác. 8 người đó ở xã Phú Cường đó. Thì cô bác anh chị em biết là thằng cái sự mà vô thường nó không hẹn như tôi với cô bác gặp trong một cái năm nay như vậy. Ở tại nhà cô Hạnh. Nhưng mà thật ra cái năm tới đó chưa chắc là chúng ta gặp lại đâu. Không có khi nào gặp lại. Quý vị nhớ lại trong cái ba mẫu chuyện. Cái mẫu chuyện của ông Thì Kheo khi xưa đó. Nói về vô thường, ông nói với ông trưởng giả. Tôi thì trưởng giả. Năm nay mà được trưởng giả có lòng tốt nuôi dưỡng anh ba năm của tôi. Mà khi tới đây, tức là cái năm sau tới đây chưa chắc là tôi và trưởng giả gặp lại đâu. Kim niên ẩm thực duyên tiền hội, bất tri lê niên hữu thiết thời. Ông mới đọc lên cái câu là năm nay ăn uống chung cùng gặp, nhưng mà không biết sang năm đó thiếu mặt này. Bây giờ mình gặp nhau, ngồi nhau vậy đấy, nhưng mà không biết sang năm ai là người dân mặt à. Chú cho lắm, cái ông trưởng giả nghe nói vậy, cái ông quá buồn đi. Ông khoanh tay thưa ngài, nếu nói vô thường có một năm mà chưa chắc qua năm tới thầy với tôi gặp lại, tôi xin nhận câu này đi học. Mới vừa nói xong, ông này ông vừa ngồi xuống thì cái ông thứ hai đứng lên thưa trưởng giả, sư huynh tôi nói vô thường một năm tôi nghĩ nó quá xa. Theo tôi mà hiểu biết được vô thường Đức Phật nói mà tôi nhận mà tôi tu tới ngày nay nên là vô thường chỉ có một đêm thôi. Đêm nay thôi. Bởi vì hôm nay ông mới nói rằng cái gì? Kim giảng thoát hạ hài hòa mai mà hòa miệt bất tri siêng minh siêng bất siêng. Ông đang ngủ rồi dài giới cổ ra sáng ngày thức dậy cái sổ mà đã không. Bây giờ mình ngủ một đêm để cái chiếc giày đó mà sáng ngày biết ngủ dậy được một xỏ chiếc giày hai chiếc giày đó để cho người ta xỏ. Thành ra ông nói là vô thường chỉ một đêm thôi. Ông này ông hết hồn, nói tại hồi nãy thầy kia nói một năm tôi cũng sợ hết hồn, thầy đấy có đêm nay sáng ngày chưa biết ai sống ai chết, thôi nhận câu này đi học. Thì vừa nói xong cái ông thứ gì vừa ngồi xuống thì cái ông thứ ba đứng lên thưa trưởng giả, hai sư huynh tôi nói vô thường một năm một đêm tôi nghĩ nó quá xa. Theo tôi nghĩ lời Đức Phật nói là vô thường chỉ một sát na, một hơi thở nào đó, chứ đâu có thể là một năm một đêm mà nó dài vậy. Cho nên ông nói là giá khẩu ý khí nhiên bất khứ, bất tri tấn đai bất tấn đai. Một khi hơi thở thở ra, hít vào chẳng đặng thì ắt là mạng vong. Ôi tam phóng bởi đại thiên vô dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu. Muôn việc đều bởi một tất hơi, hơi dường dứt cuộc đời cũng dứt. Nào của khải dở con tà vật, nhắm mắt rồi cũng hủ tay không mà nghĩa tào khăn. Có kẻ chẳng bền lòng đành cải tiết, dạ mong chồng khác. Thôi cái cảnh đời vậy. Cho nên thầy mới nói lắm lúc lua đua trang vui lẫn giận, nhiều khi dùng giấy khóc pha cười tuồn người, rút móc cho xong tiếng cuộc thế trao dồi mượn tất hơi. Cái cuộc đời trần thế mượn một cái tất hơi để mà làm để thôi, chứ không có gì thật. Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Nghĩa là Diêm Vương nhất định canh ba chết thì quyết chẳng để người đến canh năm. Đó, cho nên vợ hầu con khổ ruộng vườn ơi, sáu món lâm chung để lại đời. Quỷ dắt linh hồn không thể độ, tu hành cho kịp lúc còn hơi. Còn cái hơi thở rắn tu nghe. Chứ còn thầy nói rắn tu động mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu, là cái câu cảnh cáo chung. Trước sau rồi đây xác thân được cũng trả về tứ đại. Cho nên Đức Phật khi xưa mới nhận thức rằng rồi là bừng tỉnh dậy thấy đời tạm giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Quyết hóa tan quan trái của cuộc đời, tìm đạo đức để đắp vào nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư thuyết mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh ướp xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, sống cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đó, cho nên hôm nay đó của tiền chất để bằng non cũng không hạnh phúc bằng còn mẹ cha. Điền viên sự sản đề nhà cũng không quý báu hơn là lo tu. Không có cái gì quý cho mà các người tu của bác hết chứ. Cho nên thầy nói rằng là người tu như thể má tòng, ai ai cũng quý đó, cũng trong cung trình là phải vậy. Cái cõi dưới đó báo cho cô bác anh chị em, người ta tôn trọng người tu và cái người biết trung hiếu đạo đó. Cô bác anh chị em, Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng là trọng những ai biết niệm Di Đà. Lại được gần bể ngọc long sa, coi chiêu quốc tranh giành châu báu. Cái cõi dưới người ta tôn trọng những cái người mà trung hiếu cha kính mẹ và đồng thời biết tôn trọng pháp môn niệm Phật đó cô bác anh chị em. Diêm Phù chân chúa chọn người tu hành phạt ác hung chúng cửa tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức, hỡi bớ dương trần hãy ráng tu. Vậy thì tu hành đâu phải tốn xu, mà sao thoát khổ ao tù thế gian, giữ nguyện đinh đinh tiếng tạc tù, làm lành đâu phải tốn tiền xu, mà sao lại được về tiên cảnh thêm thoát ngọc mê chốn Diêm Phù. Giờ đây chúng ta ráng cố gắng, chỉ có chữ tu thôi. Rõ ràng vậy là hôm nay Đức Thầy rõ ràng muốn cho thân vượt khỏi lề thì cấm sầu trì trí đó, một bề lo tu hay chữ tu hãy ráng miệt mài, đừng kể vắng dài, đừng nể máu lâu. Đó, vậy thì giờ đây chúng ta không có nói theo thời gian,
tu tập là năm nay năm năm thìn đó, thìn đó báo động ra làm sao thì chúng tôi không có nói đó, không có nói đến cái giai đoạn đó mà chỉ nói đến giai đoạn chúng ta tu. À, vậy thì thời giờ có hạn, trước khi giả biệt một lần nữa, à, không quên đốt nét hương lòng nguyện cầu tâm bảo qua linh của đức thầy, à, xin gia trì hộ độ cho hương linh người quá cố cũng như cửu quyền chung của chúng ta khi nghe qua giáo lý Phật giáo hòa hảo đồng được siêu hóa trở về khả năng là chư Phật, và các quái dương chúng ta cũng đồng phát tâm bồ đề giống mảnh tinh tấn tu hành để đời chúng ta trăm điều phước lộc vừa đem lại muôn việc nhàn cư đến chẳng ngưng, tộc họ cùng chung gìn nghiệp cả gia đình sum hợp giữ thường luôn thanh liêm một mực tròn nhân cách rạng rỡ non sông chúng lễ lực. Và đến đây chúng tôi xin chấm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.